Bố ơi. Mẹ nói chuyện với bố một tí nha. Dạ. Ờ bố ngồi nghiêm túc lại xem nào. Bố ngồi khép chân lại rồi bố ngồi nghiêm túc lại. Đúng rồi. Cho mẹ hỏi bố nè. Bố ơi. Bố ơi. Bố dạ mẹ chưa? Dạ mẹ. Ồ bố giỏi quá. Bố có được đi với người lạ không? Đã không. Vì sao thế? Ở đã bắt bốc... Đúng rồi. Người lạ cho bố kẹo bố có được lấy không? Ờ, à, người lại cho bối kẹo mới có được lấy kẹo không? Không Đúng rồi, không được lấy kẹo của người lạ nhé à, Không được lấy kẹo của người lạ nhé ờ, Thì... à, Bối không được lấy kẹo của người lạ nhé Đúng rồi, bối ngoan quá Bối ngoan nhất trên đời nha Ba mẹ yêu bối lắm Ba mẹ ăn bánh Ăn bánh đó hả? Yeah. Người lạ cho bối bánh bố có được lấy không? Người lạ cho bối bánh bố có được lấy không? Không. Đúng rồi. Không được lấy bánh và bà...